Mà xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ sau 2 tiếng nghỉ chiều đó thì Mai mới mời gia đình ăn món tráng miệng, vì là trong bữa ăn thì mọi người uống rất là nhiều rượu ở cái bữa aperitif món chính, nên là Mai rất là sợ vì khi mà ăn uống nhiều rượu thì không được ăn sầu riêng á. Chồng con của Mai thì chưa được ăn món sầu riêng bao giờ, nhưng cơ mà em mề và ông xã thì đã được từng ngửi được ở Việt Nam vì bạn của Mai ăn đó. Khi mà anh bạn ấy mua về khách sạn đó thì nó hơi lồng nặc lên cả nhà. Và con và ông xã của Mai thì không thích cái mùi đó, chưa ăn bao giờ cả. Em mề rất là sợ. Và hôm nay cái quả sầu riêng Mai mua ấy, nó cũng hơi rất là nặng mùi. Thế nên là con em mề sợ, nhưng mà Mai đã dặn trước con là không có nói đó. Dặn cả ông xã Mai, dặn cả chồng luôn mà không nói gì cả, để mọi người thử xem phản ứng của mọi người thế nào. Lui thì biết cái mùi quả sầu riêng rồi nhưng con chưa được ăn. Con thì không thích ăn, nhưng do Mai bảo không được nói đó nên con chỉ bảo là con chỉ ăn bánh thôi. Ông nội thì quay ra hỏi là thấy cháu không muốn ăn thử à? Con không muốn ăn thử con nhím này à? Với chồng Mai gọi quả sầu riêng là con nhím. Mai thêm Dung là người rất thích ăn sầu riêng, và ông xã Dung đã từng thử thì Mai cũng chỉ nghĩ là mua quả sầu riêng để cho bố mẹ chồng thử, em chồng thử, và cũng muốn là đó là món quà để cho em Dung ăn, vì là xa quê đấy mà mua được một quả sầu riêng tươi ngon thì còn gì bằng. Thật sự Mai chưa bao giờ ăn sầu riêng, và sầu riêng bên đây bán rất là đắt, cho nên là Mai cũng không bao giờ Mai nghĩ là Mai sẽ mua ăn. Đây là lần thứ hai Mai mua sầu riêng nhưng mà chưa bao giờ Mai ăn cả. Thật sự quả sầu riêng này làm cho Mai rất là thất vọng cả nhà. Ông xã của Dung có khuyên Mai là cầm ra ngoài siêu thị đổi lại đó. Nhưng Mai thì Mai cũng sợ là không biết người ta có thuận đổi cho mình không, tại vì lỗi là của mình ấy, vì nó không hỏng gì cả mà vì mình mở nó ra nó vẫn còn xanh ấy. Nhưng mà Mai không hiểu tại sao là ngoài nó rất là thơm, nó rất là hơi đấy, nó hơi lồng lên xe. Mà khi mà Mai mua về Mai để trong gara ấy, mà mỗi lần Mai đi ra gara ấy nó vẫn còn hơi lặc lên đó. Vì vậy thì Mai mới nghĩ nó chín rồi, vì Mai không có kinh nghiệm gì về quả sầu riêng cả. Đồng của mình đâu ít đâu. Mình lại ăn
Ba chồng chờ đợi lâu quá đấy. Ba hỏi ông xã Mai, bây giờ mình làm gì với quả này? Ông xã bảo là thôi, bây giờ chờ đợi thôi, nó quá xanh ấy, không thể ăn được. Chắc là Mai không có duyên với sầu riêng rồi. Ông bà cô chú Mai mua một quả sầu riêng 50 đồng cả nhà, 48 đồng á. Thế là tiền thật đất mà thầy ăn hả? Định cho cả nhà chồng ăn thử mà cuối cùng là thất vọng. Muốn cho gia đình thử mà không có cơ hội rồi. Vì ở chỗ Mai đấy, rất khó khăn mới mua được quả sầu riêng tươi. Vì nếu mà muốn mua đó, phải đến tận Lyon mới mua được, ở chỗ siêu thị Paris Store đó. Còn gần nhà Mai ấy thì một năm ấy chỉ bán một hai lần thôi. Cái quả này nó thơm đừng lên, nó hơi lắm này, không có thơm, nó không mùi, cái mùi nó đâu phải vậy. À, chị đâu có biết đâu, chị chưa ăn bao giờ chị không biết. Mẹ kế cũng khuyên Mai là con làm gì với quả này, con bổ nó ra như vậy đấy thì con sẽ mang cả quả ra để nói với họ để họ đổi lại cho con. Mai thấy nó hơi rất là hơi. Mai mua Mai để trong xe và nó còn hơi lồng cái xe lên. Mà Mai để trong gara của Mai nó còn hơi lồng cái gara lên. Nhưng mà chị... Mai nghĩ là nó chín rồi. Nhưng mà chị nếu mà nó chín đó, tại vì Mai lạnh sẽ là clean ra rồi, thì nó là bớt chưa và sẽ nó đỡ khô phòng rồi. Mà normalement là phu jaune, nhưng mà nó có nhiều phu jaune. Cái này là nó non nhắc luôn chứ anh chị ơi. Em biết đấy. Không đi vợ chồng ăn tới chị cũng không bao giờ mua. Quý tôi phê. Chị bao giờ. Bố mẹ chị chưa ăn, nếu mà không mua bà quay ăn thì có bất gì bỏ. Đấy, chị nghĩ là em đã ăn rồi, chồng ăn rồi nên chị nên mua đó. Cuối cùng thất vọng. Mà nó hơi, da ca la nó hơi nặng lên mà. Đó, chị sao? Chị thấy nó trắng nhắt không? Vì nhìn thầu viên mình nhìn nó vàng đúng không? Ừ. Nó hơi trắng nhắt luôn á. Đấy, sầu riêng nó thất vọng sầu riêng. Chắc Mai phải cầm ra ngoài quà lấy quay đổi sao như nào? Bây giờ sầu ta gặp một viên vào nhà anh chúng ta. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn được à? Tươi hả? Không, là anh cũng cho tươi má. Tưởng tươi cái quan trọng chứ. Giờ cho cái thử. Đi ăn bánh đi à? Đó. Băng lục huy đi. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Ai dừng chân kia quán em. Em đây bán chai sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Hôm nay thì xấu không có mà duyên không luôn kìa. Thất vọng tổng tập lên. Kìa, ông làm phi được tin gì? Nhưng mà mình hết còn, mình không còn cái phiếu là mình không lấy lại tiền nó. Mình phải để lại cái gì đó. À, may mà cả nhà ăn chôm chôm ấy, gia đình Mai nhé. Đây là sầu riêng bị hỏng ấy, thì em Dung có mang chôm chôm tới. Mà cái nào là chôm chôm ô liu the sầu riêng. Chôm chôm sẽ may à. Monsieur. Un petit merci, ça va. Il y a une copine. Il y a même. Peut-être que c'est mieux que ça quand même. Loulou, qu'est-ce que c'est ça? Loulou, moi non. Bon, on a des jumeaux.
Les chaussures. Les chaussures. C'est comme elle disait tout à l'heure des. Qui te dit chaussures? Les chaussures, c'est un mot comme elle. Arrête, Louis. Que ça s'appelle le maman. Ah ouais, c'est le maman. Qui se passe ça? Mai và Dung gợi ý là mở bánh trung thu ra cho bố chồng ăn thử. Thì bố chồng hỏi là bánh gì, ông xã có trả lời là bánh trung thu. Thì bây giờ Mai và Dung sẽ bỏ bánh trung thu ra để cho bố chồng ăn thử. Ça va bien, tout le monde. C'est une voilà, on finit comme ça. On lui, à Versailles, có nghĩa là em uống xong một cái em lên lên mây luôn luôn á. T'es vert? Oui, mais lui à Versailles. Je vois, mon restaurant, c'est Marc. Ça marche bien, ouais. Ça, c'est bon, Marc? Elle a goûté l'autre fois, mais il est bon dessus. Tu veux goûter là-bas? Celui-là, j'aime bien. Oui, tu veux? Pareil, quoi. Là, hai cái bún giống nhau. Merci. Chérie, tu veux un thé? Ah, oui. Oui, c'est le thé, tu veux un thé? Non, c'est la même marque. Oui, c'est la même marque. C'est le thé à quoi? Thé vert. Ça, c'est le thé. Ah non, mais non, il n'a pas de café. Non, non, non. Café, café, café. Ah, non, mais c'est pas toi ça. Non, non, c'est... Oui, à qui c'est ça? C'est à moi. C'est Maï. Hein? C'est du thé pour Maï. C'est lui. Versailles. C'est mon livre. Ah bon? Oui, c'est le. Il n'est pas déçu. Et la punition, non? Lui chạy vào mách mẹ là em Lui khóc. Thì ông xã của Dung bảo là kệ nó cứ để như vậy. Không sao cả. Chắc là Lui đang bị phạt đấy. Giờ Lui lại ra nói nhỏ với mẹ là con với lại chị em mình chơi với nhau, chơi với em Lui với em Charles. Thì bọn con thắng ấy. Thì chị em mình cứ bảo con là con ăn gian. Cả nhà bây giờ thì Mai sẽ mở cái món bánh trung thu em Dung tặng vào nhà Mai. C'est très bon, cadeau pour papa. Non, il était gentil. C'est belle. Là. Papa, il y a deux couleurs, deux parfum. Gâteau de lune, oui. Lune cuite. Gâteau de lune, cinq noix. Vous choisissez lequel? Cinq noix. Ah, vous voulez les cinq noix? Oui. Okay. Cinq noix. Et maman? Cinq noix. On va couper. Oui, oui, mais vous cinq choisissez noix le... pour ce soir. Oui, ah oui, d'accord. Un pour deux. Non, pour vous. On coupe un pour tout le monde. Voilà. Mai mời cô chú anh chị và các bạn ăn thử bánh trung thu với lại gia đình Mai. Dạ, nhưng mà cô chú anh chị nha, các bạn thì Dung chưa bao giờ ăn bánh trung thu á, thì mua ăn thử. Mời cô tết đi. Cô ăn xin phê sát liền nha. Ông chưa bao giờ ăn á. Bánh em Dung tặng hai vị thì có vị hương sen và một vị năm loại hạt đó. Thì Mai ăn thử thấy mặn mặn ngọt ngọt mà nó không ra cái vị gì cả. Em chồng của Mai là phải bỏ dở đấy, không có ăn được nữa. Và thật sự là Mai cũng không thích vị một chút nào cả. Mai chưa bao giờ ăn thử cái bánh trung thu nào nó có vị như này cả. Mà nó rất là khó ăn. Ông người ta thích ăn nhỉ? Ai khác nhất để thử nhé. Mà vui lên đưa hút tên luôn nhé. Nó có cái vị gì nó cứ lẫn lộn mèo nhỉ. Mặn ngọt rồi thập cẩm. Làm thằng ngọt thì ngọt hẳn mà mặn thì mặn hẳn. Nhưng mà bánh trung thu này mà. Nhưng mà nó làm sao ấy. Không có ngon lắm cả nhà. Mà không biết nữa. Em thấy những cái bánh ở Đài Loan không? Bên trong nó như kiểu có mùi sầu riêng, biết nó có cái trứng ấy, ăn rất là ngon. Anh mua lớn nhất đó. C'est le premier choix. Chị biết rồi nhưng mà không phải, có khi nó không phải cái vị mình thích lắm.
Tu viens de le chier. Arrête. Tu vas où là? Mais il est où? Le café, il arrive. Mais mon café. Chérie, dans le café, papi. Chérie, tu donnes le café à mon beau-père. Allez. Ça va, tu te donnes l'œil. Món wow, cái này là của... Đó là hàng Trung Quốc khác cả nhà. Mai không quen cái vị của Trung Quốc không ngon. Chứ bánh của Việt Nam mãi còn ăn rồi. Đi. Đó là mì. Ok cô chú, hôm nay thì Mai thất vọng một chút là quả sầu riêng của Mai muốn mua để cho bố mẹ và em họ ăn thử, cộng với gia đình em Dung rất là quan trọng để cho mọi người ăn thử xem phản ứng của mọi người như nào. Nhưng mà Mai rất là thất vọng là quả sầu riêng của Mai thì lại bị sượng, bị hỏng. Nó non. Mai cũng chưa bao giờ ăn sầu riêng nên là Mai cũng không biết được nó chín như nào. Nhưng Mai thấy nó cái mùi nó hơi rất là nặng rồi nên Mai nghĩ là nó chín nhưng mà không ngờ là chưa chín. Thì cũng may là em Dung nó có nhanh ý là chuyển sầu riêng sang chôm chôm. Xong chôm chôm rồi thì lại ăn bánh của nhà em Dung tặng á, bánh Trung Thu. Nhưng thật sự là bánh của Trung Quốc rất là thất vọng cả nhà. Ngọt không đồng ngọt, mặn không đồng mặn, thầm cỏng các vị thì không ngon. Thì bây giờ ra nhà Mai sẽ dừng video để nói chuyện, cho Mai xin dừng video ở đây. Bà đi bông du Việt Nam. Bonjour Việt Nam. Ok. Thì cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ, hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.